Cũng có một thời gian đó là người ta gỡ hết những các cái cây cối này, rồi người ta gỡ hết cả cái rào chắn này đi để người ta thử làm những các cái phương án khác nhau. Bây giờ thì do vẫn chưa lên được cái phương án cuối cùng nên là Tuấn Dương thấy người ta lại rào chắn trở lại. Thì trời Sài Gòn lúc này thì cũng vẫn khá là âm u, thỉnh thoảng thì có những cái hạt mưa. Và các bạn có thể thấy ở đây thì cũng có những cái người, có những cái bạn gái mặc những cái bộ đầm rất là dễ thương. Tuấn Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Con chào cô Cường ạ. Dạ, chào con. Dạ, thưa cô, thì hôm trước mình có quay video clip đấy thì cô Bích có bảo là nhờ cô Cường hỏi cô Hường xem là cái series nào mà ngon nhất, ngọt nhất để cô ấy mua tặng cho em gái của cô ấy ở bên quận như là quận Phú Nhuận hay là Lê Văn Sĩ gì đấy, con quên mất địa chỉ, cô sẽ nhắn. Thì cô với kinh nghiệm của cô đấy là cái loại nào mà ngon, mà ngọt, mà sang. Good luôn. À. Good luôn. Đây. Cherry bự. Cái này là 1 ký đấy hả cô? 1 ký đó con. À. Lại bự luôn. À, ôi giời ơi, nè. Nè chưa? Lại bự ghê không? Cái bạn ơi, nhìn trái nào cũng như trái đó, 10 trái như cả 10 nhá. Trái bự không? À, trái bự này, cái cuống nó vẫn còn xanh nhá. Chưa có bị dập. Thưa cô thì cô Bích bảo nhờ cô mua giùm. Ngon ghê không? Cảm ơn cô Bích. Có gửi tiền cho. Thì bây giờ cô Bích ấy là gửi biếu cô 1 triệu. Dạ, là bảo vì hôm trước nấu cơm đó thì thấy là cô còn phải ra thêm tiền này nọ thì cô ấy không có chịu nổi. Thì cái này cô mua hết nhiêu tiền? 400. 400. Nhưng mà thôi, để cái này là tặng cô Bích đi. Cô Bích vô đồ hoài à. Không, nhưng mà cô Bích nói là cái này là cô ấy mua cho em cô ấy, chứ không phải là mua cho cô ấy. Để còn khi nào mà cô ấy về thì cô dẫn đi ăn các món thì lúc đấy cô mời tính sau. Thế thì ngon là... quá, thôi lâu lâu tới tặng là cô Bích đi. Thôi, cứ để thanh toán tiền. Cô Bích bảo là để nếu mà phải trả tiền thì em cô ấy ăn thì cô mới ngon, còn không cô lại gửi tiền tiếp. Thì thôi, bây giờ cái tiền cái này 400 ngàn, đúng không? 400 ngàn. Bây giờ tiền ship nhiêu không biết thì thôi gửi cô là thành 500 đi. Rồi. Để cô gửi nhờ chú, các chú ship lên cho tận nhà cho em của cô Bích đi. Cảm ơn cô Bích nhiều nha cô Bích. Rồi mình đóng gói lại. Rồi đóng gói lại. À, đây. Đóng lại. Rồi. Rồi ship là ra ship trong chiều nay luôn nha cô nhé. Đi luôn, đi luôn. Rồi đây. Để con xem cái địa chỉ cái rồi gửi. Alo, alo. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn ngày nay. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Nguyễn Du, hướng về phía giao lộ đường Nguyễn Du cắt tới đường Hai Bà Trưng. Trời Sài Gòn lúc này thì lại bắt đầu xuất hiện những cái hạt mưa. Rất may khi hồi nãy bếp cơm pha thức ăn thì trời nó chưa có mưa. Bây giờ thì mưa to quá rồi. Gió, sóng gió nó nổi lên. Quay được clip rồi chắc mình phải dừng lại, mình mặc áo mưa quá. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn.
Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Vĩnh Viễn. Hướng này chúng ta sẽ đi về ngã tư Vĩnh Viễn cắt với Trần Nhân Tôn và ngã ba Vĩnh Viễn cắt với Lê Hồng Phong. Đây đang là đầu của con đường Vĩnh Viễn thuộc phường 2 quận 10. Hiện nay thì thời tiết Sài Gòn đang nhiều mây và chưa có mưa. Bây giờ là 13:40 thứ Bảy ngày 20 tháng 7. Và Tuấn Dương sẽ mời cô chú anh chị cùng với Tuấn Dương, chúng ta sẽ di chuyển từ khu vực quận 10. Mình sẽ đi về khu chợ Bến Thành để chia sẻ những các cái hình ảnh về đường phố Sài Gòn hôm nay. Ngay bên tay phải đây cô chú anh chị nhìn thì đây là trường cao đẳng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa thì nó là trường trung cấp kinh tế, sau này thì người ta xây dựng lại và đạt những các cái tiêu chuẩn thì đã lên thành cái trường cao đẳng kinh tế. Cao đẳng là một cái bậc học mà dưới đại học. Theo đó thì các cái bậc học là bậc trung cấp rồi mới tới bậc cao đẳng, bậc đại học. Ngôi trường này có tên là College of Economics. Xung quanh ở đây thì cũng có khá nhiều những các cái quán cà phê. Có những cái quán cà phê là cà phê có tiếp viên nữ phục vụ với những cái bạn gái trẻ đẹp, ăn mặc thì rất là dễ thương. Theo đó thì các anh tới đây là sẽ được các em trẻ đẹp tới để chăm sóc, ngồi vào lòng, ngồi vào đuôi. Cái đó thì thôi, chỉ nói sơ sơ thôi. Quý vị về thì nếu có thời gian thì mình ghé đây để mình trải nghiệm. Trước mặt cô bác anh chị, ngay góc của đường Vĩnh Viễn và đường Trần Nhân Tôn là một cái sân khấu có tên là sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, và ngày xưa của nó là rạp Vườn Lài. Còn nếu như mà chúng ta quẹo phải đây á, là con đường Trần Nhân Tôn. Đây, quẹo phải là con đường Trần Nhân Tôn. Bên tay trái thì các cái cửa hàng người ta bán cây kiểng, rồi một số những các cái giấy nhà tạm. Đi sâu một chút nữa thưa các bạn thì là các lô chung cư, chung cư Minh Mạng, chung cư Ngô Gia Tự ngày nay đó. Đây, cô chú anh chị nhìn này. Đây là mình đang đi giữa hai cái lô chung cư. Bên tay phải là lô X và bên tay trái là lô V. Đây là những cái chung cư khá là cũ kỹ ở Sài Gòn ngày nay. Chung cư Ngô Gia Tự, rồi chung cư Nguyễn Thiện Thuật, chung cư Lý Thường Kiệt, rồi chung cư Hòa Bình. Rất nhiều các cái tòa chung cư, và theo cái xu thế phát triển thì người ta cũng sẽ xây dựng nên những các cái tòa nhà cao tầng, cao ốc thay thế cho các cái chung cư cũ này. Thì ở đây có nhiều lô, bên tay phía trước mặt chúng ta là lô L. Thì ở đây cũng có một số những các cái chung cư có một số những cái lô chung cư mà nó cũ nát, nó xuống cấp rồi đó, thì cô bác người ta phải di dời và trả lại cái mặt bằng để nhà nước họ sẽ xây dựng lên những các cái tòa nhà mới, tòa nhà cao tầng. Hướng đi thẳng này các bạn này, chúng ta sẽ ra con đường Hòa Hảo. Còn đi đây, con đường Hòa Hảo là cắt ở cái khúc ngã tư này. Còn nếu đi sâu vào trong đó thì chúng ta sẽ gặp chợ, là chợ Trần Nhân Tôn. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo trái. Mình sẽ quay trở lại con đường Trần Nhân Tôn.
bên tay phải này chúng ta cũng có thể đi vô chợ được, đó gọi là chợ phường 2. Cũng là một cái ngôi chợ truyền thống. Còn xung quanh khu vực này thì người ta bán cũng rất là nhiều món, như là cháo này, rồi bún này, miến này, nước mía, đồ ăn thức uống khá nhiều. Đây, mình quẹo vô cái hẻm này là hẻm 245 của đường Hòa Hảo. Hẻm này nó sẽ đi ra cái khúc chợ này các bạn này. Trong hẻm thôi nhưng mà bà con cô bác mình cũng buôn bán đủ các cái ngành nghề, đồ ăn thức uống, rau củ quả, thịt cá. Đây khúc này các bạn nhìn thấy có những các cái chiếc dù đó, là bây giờ người ta sẽ chuẩn bị dẹp rồi quét dọn vệ sinh, còn ban ngày đó là chợ họp ra tới tận đây. Người ta sử dụng cái không gian ở giữa hai cái lô của chung cư để họp chợ. Bên tay phải của mình là lô O, bên tay trái là lô N. Đây, những anh này anh ấy đang dọn mấy cái sạp dọn mấy cái sạp để cất đi đấy. Mình tính là nhường anh ấy nhưng mà anh ấy nói là mình qua trước đi. Bên tay phải đây thì có một cái ngôi chùa các bạn này, đó là ngôi chùa Vĩnh Long. Ngôi chùa Vĩnh Long. Còn quẹo trái đây đó thì chúng ta quay trở lại con đường đường Trần Nhân Tôn. Bên tay trái của Tuấn Dương là lô M. Các bạn có thể để ý là thấy hai bên đường là người ta để xe gắn máy. Đây thì có những các cái bãi giữ xe của những cái hộ dân sống ở dưới tầng trệt. Các cô chú ấy làm nghề là giữ xe gắn máy cho những cái người ở từ tầng 2, tầng 3, tầng 4 trở lên. Rồi, ra tới đây thì chúng ta lại gặp con đường Trần Nhân Tôn. Phía trước mặt cô ba anh chị là góc đường Trần Nhân Tôn cắt với đường Hùng Vương. Bên phải này các bạn là người ta bán những các cái xe hủ tiếu này, rồi giá kệ các thứ, rồi bán những cái xe inox cũ. Đây đang là góc của đường Hùng Vương cắt với con đường Trần Nhân Tôn. Quẹo phải đây thì chúng ta sẽ gặp đường Nguyễn Chí Thanh, là đường Trần Hoàng Quân. Hướng về bên trái đó là con đường một chiều, không có quẹo được. Còn khúc này các bạn, bên tay trái ngày xưa là nhà máy thuốc lá Sài Gòn này. Đây là một cái khu đất vàng, bốn mặt tiền. Hiện nay những cái khu đất vàng này cũng đang gặp những các cái vấn đề về pháp lý. Theo đó thì cái việc mà biến đất công thành đất tư từ cái
việc cổ phần hóa góp vốn gây thất thoát tài sản của nhà nước, nên cũng có rất nhiều những quan chức rồi những người chủ doanh nghiệp đã phải vướng vào vòng lao lý. Gần đây nhất là bà Loan, mẹ của Cường Đô La đó, cũng bị điều tra bởi dính dáng đến các cái vụ như là chuyển nhượng đất ở cái khu ở bến Vân Đồn. Các bạn nhìn đây là một cái bức tranh phong cảnh khá là đẹp này. Đây là bức tranh ruộng bậc thang. Đó. Bức tranh khá đẹp nhé. Rồi phía kia là những cái bức tranh, những các cái bông hoa sen, tranh phong cảnh. Công ty Tránh Thu, phòng tranh mỹ thuật. Tới đây thì chúng ta sẽ gặp giao lộ đường Lê Hồng Phong, cắt với con đường Trần Phú. Ở đây thì có nhiều những các cái nơi họ làm các cái xưởng gọi là khung tranh, xưởng tranh. Sản xuất khung tranh, xưởng cắt khung. Đây các công nhân thì người ta đang đào bới thi công cái hệ thống mà nắp cống thoát nước. Chúng ta vẫn đang có mặt trên con đường Trần Phú. Ngày xưa thì tên gọi là con đường Nguyễn Hoạt. Đây, các xưởng khung tranh xỉ lẻ, chuyên xỉ lẻ khung tranh tường vi. Các cái mẫu khung tranh, các loại tranh. Quẹo phải đây chúng ta đi gặp con đường Trần Bình Trọng. Cô chú anh chị nhìn thấy hai hàng cây thẳng tắp.
là một cái một trong số những cái con đường đẹp ở Sài Gòn. Vỉa hè rộng, rồi cây cối thì đẹp thẳng tắp và toàn những cây cao, cây cổ thụ luôn. Khu vực này thì có nhiều những các cái nhà sách trước những cái năm 2000, khi mà dân dương vào đây thì ở đây người ta bán sách quá trời, các nhà sách lúc đó làm ăn được. Và sau này thì khi mà internet lên ngôi, sách báo các thứ bán chậm. Hồi sáng dân dương có hỏi chuyện một cô chuyên bán sách thì cô nói là sách bây giờ xin lỗi, bán báo, cô nói là báo bán chậm lắm, chừng 50%. Người ra sách chỉ hết 10.000 một trái. Đường Lương Hữu Khánh, một con phố ngắn ngắn thôi nhưng mà nhiều các cái cửa hàng họ làm các con dấu rồi bảng tên, các bảng tên, bảng quảng cáo. Ở trước mặt cô bác anh chị là góc của đường Tôn Thất Tùng, cắt với con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự. Tuấn Dương sẽ quẹo phải đưa cô bác anh chị chúng ta đi vào con đường Sương Việt Anh. Con đường này đó là mình sẽ đi qua nhà của nam ca sĩ Ngọc Sơn. Ở khu này cũng có cái tiệm cơm, là tiệm cơm Tấm Minh Đức. Tiệm cơm Minh Đức cũng rất là ngon, đông khách. Đây, chúng ta sẽ đi vào con đường Sương Việt Anh. Đấy, các bạn nhìn thấy đường khá đẹp nhé. Cũng hai bên là hai hàng cây. Nó giống như là con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự. Nhưng mà cái tuyến đường này thì vắng người đi lại hơn. Khu này cũng có khá nhiều những các cái nhà hàng, quán ăn. Đó, nhà ca sĩ Ngọc Sơn thì để mình đi thêm một chút nữa. Nằm phía bên tay trái này này. Ca sĩ Ngọc Sơn thì cũng là một ca sĩ nổi tiếng với một cái giọng hát rất là ngọt ngào. Gần đây thì ca sĩ lại có những cái điệu nhảy cũng rất là mới lạ. Nhiều người thì chưa quen với cái cách nhảy nhót như vậy. Nhiều khi đây này, nhà ca sĩ Ngọc Sơn đây. Biệt thự. Đây các bạn này. Cái biệt thự này này. Đó. Millennium xây biệt thự. Đây, mình phải đi đứng từ bên này mình mới thấy. Qua đây số 3, số 5 Sương Việt Anh.
Đây, nhà ca sĩ Ngọc Sơn này. Đó. Phía trước mặt kia thì ta đắp rồng, đắp phượng gì đó. Đây là danh ca Ngọc Sơn. Nhà rất là đẹp nhé. Rồi, Tuấn Dương sẽ đi tiếp nhé. Khu này thì cũng có khá nhiều những cái khách sạn. Đây, những các cái căn nhà dạng như biệt thự. Rồi trước mặt chúng ta là con đường Cách Mạng Tháng 8, ngày xưa là đường Lê Văn Duyệt. Ở đây thì cô chú anh chị cũng thấy là có những cái em công nhân đang chuẩn bị rào chắn lại này. Rào chắn những các cái tấm tôn này, những cái bảng hiệu cho thuê nhà. Thì ở đây đó là người ta cho thuê, rồi làm cái bảng cho thuê, rồi người ta đang dọn dẹp các thứ để thi công cái tuyến tàu điện trên cao là metro Bến Thành Tham Lương. Nên là cô chú anh chị nhìn thấy cũng khá là ngổn ngang nhé. Đấy, hai em bưng những các cái tấm tôn này ra để chuẩn bị rào chắn rồi sẽ thi công. Trên này thì đất đĩa các thứ, đất cát tùm lum tà la luôn này. Vì trời mưa nên nó khá là lầy lội. Và khi người ta rào chắn lại thì ở đây sẽ khó buôn bán kinh doanh. Đấy, các bạn ấy khiêng những các cái tấm tôn này để rào chắn lại. Đấy, các máy xúc, máy ủi. Rồi, chúng ta sẽ đi ra ngoài nhé. Đi vào cái khu vực công trường này thì cũng khá là nguy hiểm. Tới đây là góc của đường Bùi Thị Xuân, cắt với con đường Cách Mạng Tháng 8. Bên tay phải của bác anh chị là nhà hàng, rồi nhà nghỉ công đoàn. Bên tay trái là Liên đoàn Lao động Thành phố. Và đi thẳng thì chúng ta gặp ngã 6 Phù Đồng. Đây, trước mặt cô chú anh chị đang là ngã 6 Phù Đồng. Tượng Thánh Gióng cầm cây tre ở phía trước mặt. Ở đây thì giao cắt bởi các con đường là Cách Mạng Tháng 8, đường Lê Thị Riêng, ngày xưa là Ngô Tùng Châu, đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Thị Nghĩa, đường Lý Tự Trọng. Cái hướng bên phải này các bạn là chúng ta đi về phía cầu Ông Lãnh. Còn đi thẳng
Đây các bạn, là chúng ta sẽ đi về phía khu chợ Bến Thành này. Bên tay phải này là khách sạn New World. Sài Gòn Hotel New World. Còn tòa nhà cao tầng đấy các bạn là cái tòa Vitexco 68 tầng. Đây là góc của đường Lê Lai, cắt với con đường Phạm Hồng Thái. Đây chúng ta vẫn đang có mặt trên con đường Lê Lai thuộc phường Bến Thành, quận 1. Bên phải này là cái khu vực quảng trường cũng như là công viên, và có những các cái khu mà để lối đi xuống tàu điện ngầm, cái tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Đấy, đi thẳng ra Tôn Đức Thắng, quẹo trái là nhà hát thành phố. Phía cái tòa nhà phía trước đó các bạn là cái tòa nhà của công ty đường sắt Sài Gòn. Và đây, giờ mình sẽ đi về phía khu chợ Bến Thành. Đây là cổng chính của chợ Bến Thành này các bạn. Đây là khu cửa nam của chợ nhé. Thì cũng có một thời gian đó là người ta gỡ hết những các cái cây cối này, rồi người ta gỡ hết cả cái rào chắn này đi để người ta thử làm những các cái phương án khác nhau. Bây giờ thì do vẫn chưa lên được cái phương án cuối cùng nên là Tuấn Dương thấy người ta lại rào chắn trở lại. Thì trời Sài Gòn lúc này thì cũng vẫn khá là âm u, thỉnh thoảng thì có những cái hạt mưa. Và các bạn có thể thấy ở đây thì cũng có những cái người, có những cái bạn gái mặc những cái bộ đầm rất là dễ thương. Đó, đang đứng để chụp hình. Chúng ta sẽ quẹo vô cái tuyến đường này, tuyến đường Phan Bội Châu. Thì cô chú anh chị có thể thấy là ngay góc Phan Bội Châu cắt với con đường Lê Lợi đó, thì cũng có khá nhiều du khách, người ta đang đi bộ về phía khu chợ Bến Thành này. Cái hướng mọi người đang đi đó là đi về phía khu nhà hát thành phố các bạn. Đây là cái vạch dành cho người đi bộ băng qua đường. Giờ mời cô bác anh chị chúng ta đi vào con phố Tạ Thu Thâu. Tạ Thu Thâu thì ngày xưa là tên gọi như vậy thôi, còn bây giờ thì tên gọi của nó là Lưu Văn Lang. Đấy, các bạn có thể để ý thấy có rất là nhiều du khách nước ngoài họ tới đây họ mua sắm. Thì cái khu này đó nó không có đông như là đường cái khu bên Thủ Khoa Huân, xin lỗi, không đông như là cái khu bên cửa Tây. Đây đang là khu cửa Đông. Mình thì ở đâu có khách thì ở đó có bán hàng rong.
Đây Tuấn Dương sẽ quẹo trái đi vào con đường Nguyễn Trung Trực nhé. Đây các bạn nhìn cái tuyến đường này nhìn cũng rất là đẹp này. Con đường trước mặt chúng ta là con đường Lê Thánh Tôn. Các bạn nhìn thấy hai bên là cái hàng me xanh ngắt, thẳng tắp, nhìn cũng rất đẹp. Quẹo phải thì chúng ta sẽ gặp con đường Lý Tự Trọng. Đây mình đi tiếp nhé. Tới đây rất là mát. Đây đang là phía bên tay phải của Tuấn Dương, đó là sau lưng của Tòa án Nhân dân thành phố. Còn phía trước các bạn đó là Dinh Thống Nhất. Đây đang là con đường Nguyễn Du. Đây là cái khúc đường một chiều nên chúng ta buộc phải quẹo trái. Đây mình sẽ quẹo trái đi vào đường Phủ Khoa Huân. Khu này cũng có nhiều cái khách sạn ở khu vực trung tâm và thu hút khách du lịch Việt Kiều, người Việt Nam thường ở khu này. Còn đây là con đường Phủ Khoa Huân, cắt với con đường Lý Tự Trọng. Hướng này là các bạn là chúng ta sẽ gặp cửa Bắc của chợ Bến Thành. Con đường Lý Tự Trọng thì ngày xưa có tên là đường Gia Long. Ở bên tay trái này có bạn có một cái thẩm bệnh viện thẩm mỹ tên là bệnh viện thẩm mỹ Á Âu. Đây là chúng ta gặp khu cửa Bắc của chợ Bến Thành, Sài Gòn rồi. Tuấn Dương sẽ tiếp tục đi về khu cửa Tây của chợ. Cái kéo. Khách du lịch tới thì các xe người ta cũng hay đậu ở một là Lê Phan Bội Châu, hai là Phan Chu Trinh. Sau đó khách sẽ đi vào trong chợ để tham quan, để mua sắm. Đây, khách Hàn Quốc này các bạn nhìn này. Đấy, họ đứng, họ hút thuốc lá rồi họ đổi tiền ở cái khu vực này. Thì khu vực này đó là có hai cái tiệm đổi tiền là tiệm Mai Tâm và tiệm Mai Vân và tiệm Hà Tâm. Có cả những cái người đi bán hàng rong, đi ăn xin. Ở phía trước các bạn là một cái xe điện ấy, chở khách đi vòng vòng. Tới đây thì video clip cũng khá dài. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi.
hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi những video mới của Tuấn Dương, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo.